Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Hệ thống phòng thủ bờ biển ABS-17 là sản phẩm do nhà thầu quốc phòng Bofors, Thụy Điển phát triển từ tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire, Hỏa Ngục. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 15 tháng 7 đã có chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine và hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Volodymyr Zelensky. Washington và Moscow đã tranh cãi quyết liệt về các chuyến bay không người lái của Mỹ trong không phận Syria. Giới quan sát chính trị tại Thái Lan bày tỏ quan ngại xảy ra biểu tình đường phố quy mô lớn nếu chủ tịch đảng tiến bước Pita Limjaroenrat không được bầu chọn trở thành thủ tướng tiếp theo ở Thái Lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong quân đội Thụy Điển, ABS-17 được trang bị cho các đơn vị thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến. ABS-17 được phóng đi từ các giá phóng trên bờ nhằm vào tàu thuyền đối phương xâm nhập vùng biển, hải cảng, các công trình khác trên bờ. Tuy nhiên, các giá phóng và hệ thống ABS-17 cũng có thể bố trí trên các tàu, xuồng chiến đấu để tăng tầm bắn. Nguyên bản của ABS-17 là tên lửa AGM-114 Hellfire, loại tên lửa chống tăng bắn từ trực thăng, được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1991 trong chiến dịch bão táp sa mạc ở Iraq và cũng đã thu được thành công đáng kể. Hệ thống dẫn đường của tên lửa được liên tục cải tiến, từ loại dẫn đường bằng laser bán chủ động, cho đến loại mới nhất là dẫn đường nhờ sóng với tần số cực cao. Công ty Bofors đã sử dụng tên lửa AGM-114 Hellfire làm cơ sở để phát triển thêm tính năng đánh mục tiêu tàu mặt nước. Trong trường hợp trên, mục tiêu mặt nước cần phải được chiếu xạ tia laser, hệ thống ABS-17 sẽ thu nhận phản xạ laser và dẫn tên lửa đến mục tiêu cần tiêu diệt. Sử dụng phương pháp dẫn đường này làm cho nó trở thành một hệ thống vũ khí chính xác cao. Tuy nhiên, do cự ly chiếu xạ của laser hạn chế, chỉ vào khoảng 8 đến 9 km nên tầm bắn của tên lửa cũng không thể xa hơn được. Lý do Thụy Điển phát triển hệ thống vũ khí tên lửa có uy lực không mạnh, tầm bắn không xa ABS-17 là nằm ở học thuyết quân sự của nước này. Họ cần một hệ thống vũ khí tên lửa có thể lấp đầy khoảng trống trong hệ thống phòng thủ mặt nước. Cụ thể, các tên lửa mà nước này sở hữu như Harpoon đều tồn tại một vùng chết là cự ly từ tàu bệ phóng đến khoảng cách nhỏ nhất mà tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu, khoảng 8 km, và ABS-17 được sử dụng trong dải cự ly này. Ngoài ra, Thụy Điển cũng là nước sở hữu một vùng biển có nhiều đảo. Vì vậy, nếu bố trí các hệ thống ABS-17, sẽ tạo ra một lớp phòng thủ bao kín xung quanh các đảo, góp phần với các loại vũ khí khác, tạo ra một hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Theo các chuyên gia quân sự đánh giá, hệ thống phòng thủ nhiều lớp này rất phù hợp trong tác chiến phòng thủ, chống đổ bộ cũng như chiến lược chống xâm nhập, chống tiếp cận kiểu Thụy Điển. Một số thông số của hệ thống tên lửa này, đầu đạn nặng 9 kg, chiều dài quả đạn 163 cm, đường kính 17,8 cm, tầm bắn khoảng 8 km. Hệ thống vũ khí gồm quả đạn, giá phóng và bộ chiếu xạ laser. Văn phòng của Tổng thống Yoon cho biết, ông đã tới Ukraine cùng phu nhân Kim Ki-yeon-hi sau các chuyến đi tới Litva để dự hội nghị thượng đỉnh NATO và tới Ba Lan. Sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Hàn Quốc vì sự ủng hộ vững chắc đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và viện trợ chính trị, an ninh, kinh tế và nhân đạo quan trọng mà Seoul đã cung cấp kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Hôm nay, trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc tới Ukraine trong lịch sử quan hệ hai nước, chúng tôi đã thảo luận về mọi vấn đề quan trọng để người dân có một cuộc sống bình thường và an toàn, ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Hàn Quốc vì sự hỗ trợ quý báu. Tổng thống Yoon ngày 15 tháng 7 đã cam kết mở rộng quy mô hỗ trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine. Ngoài ra, viện trợ nhân đạo sẽ được tăng từ 100 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái lên 150 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Bên cạnh đó, hai tổng thống cũng đồng ý hợp tác trong các nỗ lực tái thiết sau chiến tranh ở Ukraine. Hàn Quốc cũng sẽ ra mắt quỹ học bổng mang tên của Tổng thống Yoon và Zelensky để mở rộng hỗ trợ cho sinh viên Ukraine tại Hàn Quốc. Là đồng minh của Mỹ và là nhà xuất khẩu vũ khí mới nổi, Hàn Quốc đối mặt với áp lực phải cung cấp vũ khí cho Ukraine, điều mà chính quyền của Tổng thống Yoon phản đối. Thay vào đó, Hàn Quốc mong muốn tăng cường viện trợ nhân đạo và tài chính cho Triều Tiên. Một quan chức Lầu Năm Góc ngày 15 tháng 7 tuyên bố Mỹ đang cân nhắc phản ứng quân sự đối với sự hiện diện của Nga trên bầu trời Syria, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục sử dụng máy bay không người lái tại quốc gia Bắc Phi này. Quan chức giấu tên trên từ chối cho biết những lựa chọn nào đang được cân nhắc, song nhấn mạnh rằng Mỹ có ý định giải quyết hành động tấn công ngày càng tăng của Nga trên bầu trời Syria. Đầu tháng 7, Tư lệnh Không quân Mỹ, Trung tướng Alex Greenkiewicz cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã
quấy rối, máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên bầu trời Syria 3 lần trong chỉ một tuần. Không quân Nga đang tiến hành các cuộc tập trận chung với Syria vào thời điểm đó, và Moscow cáo buộc Mỹ vi phạm vùng không phận bị hạn chế với các chuyến bay không người lái, một cáo buộc mà Lầu Năm Góc phủ nhận. Tổng thống Syria Bashar Assad đã đề nghị quân đội Nga hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo vào năm 2015. Nga đã duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria kể từ đó, cũng như Mỹ, nước đã phát động chiến dịch không kích nhằm vào nhà nước Hồi giáo, IS, trước đây là ISIS, vào năm 2014. Mỹ cũng cung cấp hỗ trợ bí mật và công khai cho hàng chục nhóm chiến binh chống lại chính phủ Assad. Theo các nhà quan sát chính trị, kể từ sau cuộc bỏ phiếu hôm 13 tháng 7, nhiều nhóm ủng hộ Đảng Tiến Bước đã tổ chức các cuộc biểu tình với quy mô hàng nghìn người ở thủ đô Bangkok. Các cuộc biểu tình này hoàn toàn có thể diễn ra với quy mô lớn hơn và trở thành bạo lực nếu ứng cử viên Thủ tướng, Chủ tịch Đảng Tiến Bước, Pita tiếp tục thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn vào tuần tới. Ông Gautam Arya, một giảng viên thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình và Nhân quyền Đại học Mahidol cho biết, lực lượng chức năng đã sẵn sàng ứng phó với các cuộc biểu tình, song các biện pháp chấn áp không phải là giải pháp hiệu quả. Ông Gautam bày tỏ hy vọng tất cả các bên liên quan bình tĩnh, tuân thủ luật pháp để duy trì môi trường ổn định. Người ủng hộ Đảng Tiến Bước cần tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động quá khích do một vài cá nhân có tư tưởng cực đoan kích động. Trong khi đó, tiến sĩ Atakrit Pachinan thuộc Đại học Thammasat tin rằng các biểu tình hiện nay không có nguy cơ trở thành bạo lực như đã xảy ra trong quá khứ. Nếu bạo lực xảy ra sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Thái Lan, nhất là lĩnh vực du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài. Các nhà quan sát chính trị cho rằng kịch bản xấu nhất là Đảng Tiến Bước sẽ trở thành đảng đối lập tại Hạ viện hoặc bị tuyên bố giải thể do có liên quan vụ kiện pháp lý mà chủ tịch đảng này đang phải đối mặt. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.